Iowa's Governor Kim Reynolds has issued an order requiring people to wear masks. Bà thống đốc của bên Iowa phải đưa ra cái order kêu tất cả mọi người đeo khẩu trang ở bên đây. In most public places. Và kêu là nhiều cái chỗ nào mà của công cộng đi tới là phải cần đeo khẩu trang. It's a move that the governor has resisted since the beginning of the pandemic. Từ hồi lúc đầu về bị COVID-19 ở bên Iowa và thống đốc bên đây bà không có chịu đưa ra về cái chuyện này cho tới ngày hôm nay nặng quá thì bà mới đưa ra. Hiện tại thì ở bên Iowa cũng là một trong những tiểu bang mà tính ra số người mà bị nhiễm là nặng nhất, mà dễ lây nhiễm nhất ở bên đó. We've a point of and we... yeah, theo bà Kim, thống đốc của bên Iowa, bà nói cho biết chúng ta hiện tại ngay bây giờ đang nằm trong tình trạng khẩn cấp về bị lây nhiễm COVID-19. No và ngay bây giờ chúng ta không có thể nào nói là cái nhóm người nào, nhóm người nào bị nhiễm uh, nặng nữa hết, nhưng mà chung ở bên ai là bất cứ bao nhiêu tuổi cũng bị nhiễm nặng hết trơn. Và ngày hôm nay cũng có thêm good news về vaccine, họ báo cho biết. Dr. Anthony Fauci expects that Pfizer's vaccine will receive emergency youth authorization by the FDA by the end of this month. Theo ông Dr. Fauci, ông báo cho biết tới cuối tháng này đó sẽ được CDC đồng ý cho cái thuốc vaccine, thuốc ngừa của hãng Pfizer. The average American should be able to get a vaccine if they wanted by the spring. we're no, talking. Và theo của đài họ nói cho biết là từ đây cho tới tháng 3 năm sau thì một người đơn giản như mình đây, người bình thường đó, thì có thể có được thuốc ngừa COVID-19. Tháng 3, tháng 4 đó là vào lúc đó thì chúng ta sẽ có được cái thuốc ngừa vào mùa xuân đó. Theo bà Patty, bà nói giống như có được cái vaccine này giúp đỡ cho bà rất là nhiều as pandemic related hospitalizations hit an all time high. Đã yeah, họ nói nhiều nhà thương trên nước Mỹ đang gặp khó khăn là số người bị nhiễm con việc quá nhiều và nhập viện quá nhiều. Và yeah, có nhiều nhà thương nói là cần sự giúp đỡ của bác sĩ y tá tại vì ngay bây giờ đang thiếu uh, bác sĩ y tá rất là nhiều. 40% more people are now hospitalized with COVID than just two weeks ago và tính ra tới ngày hôm nay thì số người nhiễm COVID-19 rồi vô trong nhà thương nhập viện đó là tăng lên 40% tính ra từ hai tuần trước đó. Been... This is what we were Cô này có nói hiện tại thì overwhelmed quá trời nhiều người và không thể nào tưởng tượng được đây là những gì bác sĩ y tá đang lo ngại từ lâu đã tới rồi.

Uh, giống như covid thêm 14 ngày cho dù uh, test và mình không có bị COVID-19 cũng vậy. Và yeah, ở trên nước Mỹ cho dù cố gắng để mà chặn lợi COVID-19 ngay bây giờ, nhưng mà mới vừa qua vào buổi thứ ba là ngày hôm qua đó, số người bị nhiễm COVID-19 đã hơn 130.000 người rồi. More than 130 All 50 are now on the rise. Hiện tại ngay bây giờ tăng hết 50 tiểu bang trên nước Mỹ đều bị tăng về COVID-19. Ở bên Texas, mỗi ngày số người bị nhiễm hơn 1 000 người mỗi ngày. Và hiện tại ngay bây giờ có 150 cái xác chết đang nằm ở trong ở bên El Paso đó. Người nhà thương ở đây và yeah, cái đó là cái xe chứa xác chết đó là nó như vậy so và we... yeah, đây là theo à, ông ở bên El Paso, Texas, ông báo cho biết, à, ông chớ ông tòa án, ông nói cho biết hiện tại thì họ đang có bao nhiêu đây, có nghĩa là theo hai tuần nữa, theo cái đà như vậy, họ phải cần thêm 10 cái xe nữa xe chứa người chết nữa thì mới đủ chứ nếu không thì lúc đó là chỗ đâu mà chứa cho nên ngay bây giờ ổng đang ký giấy kêu là chính phủ à, đưa xuống xe để mà hai tầng sau để sửa soạn để mà có chỗ chứa thêm Đây là những xe 18 bánh để chứa người chết thì có lẽ là cần thêm 10 cái thùng nữa ở bên tiểu bang Texas ở ngay thành phố El Paso mới chứa đủ Hiện tại ngay bây giờ bên Wisconsin đang đi cái con đường giống như ở Texas sẽ bị tăng về con việc này thiên sẽ bị chết nhiều như vậy. Và họ báo cho biết đang tăng lên là 30% ở ngay chỗ nhà thương chỗ này ở bên Wisconsin. Ở bên Wisconsin mỗi ngày số người bị nhiễm nó tăng lên gấp 3 lần, không phải là cấp hai giống mấy ngày trước nữa mà đây là cấp 3 lần và số người bệnh càng ngày càng nhiều thêm nữa đây là bà uh, dr harry bà nói cho biết chúng ta phải làm như thế nào có cái technology thêm về con việc này thiên này và chúng ta phải làm sao để giúp đỡ cho những người mà đang nằm trong cái chỗ mà máy chợ thở có nghĩa là khi một người mà vô máy trợ thở rồi đó, một là ok nằm luôn một thời gian rất là dài rồi được sống lại, hai là nằm luôn rồi chết luôn, cái kiểu nó là như vậy. Và yeah, ở Texas A&M là football đó, trong đó bây giờ số người nhiễm của cuộc mới đang tăng lên á và ngay bây giờ cái season của năm nay cái mùa chơi football thì có lẽ là phải ngừng đó, tại vì số người bị nhiễm nặng quá. và hiện tại ngay bây giờ những người làm bác sĩ y tá họ đang rất là lo ngại chúng ta sẽ bị nặng thêm nữa. đó là cái mùa Họ kêu mùa cảm cúm theo đúng vào ngày nào tháng nào mỗi năm đó thì cảm cúm nó đều tăng. thì ngay bây giờ đúng vào ngày đó mỗi năm thì nó sẽ tăng thêm nữa về công việc này tiên. Theo bà đó, bà nói cho biết là chúng ta như vậy ở trong tiểu bang của họ, thành phố của họ, họ không biết là có đủ chỗ để cho người nhiễm bệnh vô trong đó hay không nữa. Cho nên khi mà không có thì phải chịu thôi. Khi tới nhà thương mà họ nói không có, một là mình đi kiếm nhà thương khác, hai là Vậy là nằm thôi, chứ không có cách nào mà khá hơn nữa chứ. Hiện tại ngay bây giờ, Tòa Bạch Ốc họ báo cho biết là uh, sẽ được uh, giúp đỡ uh, sắp tới đây nữa. đó Tòa Bạch Ốc ý họ nói là ông Dr. Fauci đó, nói cho biết là uh, có lẽ là vào tháng 3, tháng 4, uh, hồi uh, bên kia thì ông nói là tháng 3, bên này là ông nói khoảng chừng tháng 4, Chúng ta sẽ có được thuốc ngừa COVID-19. Is... Hiện tại ngay bây giờ chính phủ họ đã cho biết họ có thể đưa ra phát những cái thuốc này đó là 20 million uh, cái đô thuốc đó cho tất cả mọi người. Và dạ, họ nói khi mà được approve rồi đó thì họ sẽ phát đi, có nghĩa là CDC đồng ý lâu ra đó, họ sẽ phát tất cả thuốc này. Đây là cái chỗ mà sẽ nhận được cái thuốc ngừa mà thử nếu mà đâu ra đó rồi đó thì ở đây là cái chỗ được nhận trước đó. We're going to start with our healthcare workers. Um, we're looking at, you know, folks that manage critical infrastructure và đây những cái thuốc này sẽ đưa tới những cái người làm bác sĩ y tá trước để cho họ dùng trước rồi sau khi đó đưa tới những cái người nào mà cần thiết ở trên nước Mỹ 10, shipments... ở cái chỗ cái bay chỗ này đó cái chỗ chạy lính chỗ này thì họ sẽ gửi tới chỗ này khoảng chừng 10,000 El Paso, Texas, once dubbed the safest city in the country hồi trước đó El Paso Texas là một trong những tiểu bang ở trên nước Mỹ là C được an toàn ở bên đó ngay bây giờ El Paso Texas là số người nhiễm tình rất là tăng là nhiều ngay bây giờ nhà thương cũng tăng mà số người chết cũng tăng mọi người nhìn thấy đây là đài họ đang có mặt cái chỗ mà họ đang xe À, đưa những cái xe đây là xe đông lạnh đó. Họ dè tới đây là chiếc thứ tư. Họ đậu vô, quốc đài quay được. <laughs> Và ngay bây giờ đây là chiếc này đưa tới đây là có máy lạnh đầy đủ. À, họ sẽ đẩy vô trong cái góc đằng kia để cho tiện để đẩy người chết ra. Rồi họ sẽ có nhiều chiếc kế tiếp nữa đưa tới. À, nhiều cái nguyên giống như cái nhà thương nó có nhiều cái cái gốc của nhà thương đó năm góc khác nhau thì họ đưa tới nhiều chỗ góc tại vì số người sẽ đẩy chết ra từ những chỗ đó cho nên mỗi chỗ à, để xe vô để mà cho đẩy xuống rồi kéo xe, xe chạy đi do nó tiện trong lúc mà người chết ở chỗ này tells me more may be needed và đây là ông chết sau đây ông nói cho biết là đây là có gần 10 chiếc xe tới có lẽ là còn nặng thêm nữa thì sẽ cần nhiều thêm nữa tại vì phải có chỗ chứa người chết thôi nếu mà tiếp tục chúng ta đón mà vậy vậy đó có người chết càng nhiều thì sẽ cần nhiều xe chốt thêm đó